Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel lên kế hoạch tiêu diệt thủ lĩnh mới của Hamas, ông Yahya Sinwar. Theo báo Người Lao Động, Israel tuyên bố sẽ trừ khử thủ lĩnh chính trị mới của Hamas là ông Yahya Sinwar, nhân vật làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực khi xung đột ở Gaza bước sang tháng thứ 11. Phát biểu tại một căn cứ quân sự vào ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel quyết tâm tự vệ. Ông Netanyahu nói với những tân binh, chúng ta đã chuẩn bị cả về phòng thủ lẫn tấn công. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Halevi tuyên bố lực lượng Israel sẽ tìm ra hắn, ông Sinwar, tấn công hắn và buộc Hamas phải thay lãnh đạo mới. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói với đài truyền hình Al Arabiya về nhân vật thay vào vị trí mà ông Ismail Haniyeh đảm nhiệm trước khi bị ám sát ở Iran. Chỉ có một vị trí cho Yahya Sinwar, đó là bên cạnh Mohammed Deif, người đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và những phần tử ngày 7 tháng 10. Đó là vị trí duy nhất chúng tôi đang chuẩn bị và dự định dành cho ông ta. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz tuyên bố trên X, việc bổ nhiệm Yahya Sinwar làm thủ lĩnh mới của Hamas thay thế Ismail Haniyeh là một lý do thuyết phục nữa để nhanh chóng loại bỏ hắn và xóa sổ nhóm này. Lời cảnh báo của Israel được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ đợi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran và lực lượng thân Iran sau cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh mà Iran cho là bị Israel ám sát. Ông Sinwar, lãnh đạo Hamas ở Gaza từ năm 2017, từ lâu đã được coi là người hoạch định chiến lược quân sự của Hamas tại đây. Thủ lĩnh Sinwar là một người theo đường lối cứng rắn, người đã thề sẽ chiến đấu đến cùng và đã làm việc nhiều thập kỷ để phát triển năng lực quân sự và tình báo của Hamas. Ông này đã không xuất hiện kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái, vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Theo tờ Daily Mail, việc lựa chọn ông Sinwar được xem là một tín hiệu thách thức rằng nhóm này đã chuẩn bị tiếp tục chiến đấu sau cái chết của người tiền nhiệm. Các nhà phân tích nghĩ rằng ông Sinwar sẽ không sẵn lòng trong việc đồng ý ngừng bắn ở Gaza. Bà Rita Katz, giám đốc nhóm tình báo SITE, trụ sở ở Mỹ nhận định nếu thỏa thuận ngừng bắn có vẻ không khả thi sau cái chết của Haniyeh, thì khả năng đó thậm chí còn thấp hơn dưới thời ông Sinwar. Nhóm này sẽ chỉ nghiêng về chiến lược cứng rắn của mình trong những năm gần đây. Tuy nhiên, người phát ngôn của Hamas, Osama Hamdan, nói với Al Jazeera rằng ông Sinwar sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn và lực lượng này sẽ kiên định trên chiến trường và chính trường. Gaza đã phải chịu đựng 10 tháng tàn phá với những vùng đất rộng lớn của dải đất này bị phá hủy và gần 40.000 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích liên tục của Israel. Israel đối mặt với đòn thù. Căng thẳng Trung Đông những ngày qua như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào và trở thành một cuộc xung đột toàn khu vực sau hai vụ ám sát rúng động. Thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah, các lực lượng do Iran hậu thuẫn, thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng biệt cách nhau chưa đầy một ngày vào cuối tháng 7. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, bị ám sát khi đến Tehran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Chỉ một ngày trước đó, chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fuad Shak thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở ngoài ô Beirut. Israel đã nhận trách nhiệm về vụ không kích thủ lĩnh Hezbollah sau khi quy trách nhiệm cho lực lượng này về vụ tấn công khiến 12 trẻ em ở cao nguyên Golan thiệt mạng. Tuy nyiên, về vụ sát hại ông Haniyeh, cho đến nay, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng Israel không cố gắng leo thang một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, nhưng họ đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản. Những động thái gần đây của Israel cho dù nhằm mục đích nào cũng khó tránh khỏi đòn trả đũa của Iran. Giới phân tích quốc phòng tin rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm sẽ không rút lại lời đe dọa trả thù các vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Chuẩn đô đốc Mark Montgomery, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, người trước đây từng giữ chức giám đốc chính sách của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ,
nhận định Iran sẽ không lặp lại cách thức trả đũa trước kia, chủ yếu dựa vào máy bay không người lái và tên lửa. Thay vào đó, theo ông, Tehran nhiều khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo hoặc hành trình tầm ngắn để nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel. Nhà nghiên cứu Kenly Bertillo của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu ECFR nhận định việc hai thủ lĩnh của Hamas, Hezbollah thiệt mạng liên tiếp có thể tác động mạnh, khiến tình hình căng thẳng hơn so với hồi đầu năm. Các nhà phân tích dự đoán cuộc tấn công của Iran sẽ sớm xảy ra và tập trung vào các cơ sở quân sự, phòng thủ ở miền Bắc và miền Trung Israel. Điều đáng lo ngại là đòn đánh qua lại giữa các bên sẽ dẫn đến sự leo thang vượt tầm kiểm soát. Nhà phân tích Bessaner tại ECFR cũng cho rằng Iran sẽ không lặp lại quy mô tấn công hồi tháng 4. Lần này, Tehran nhiều khả năng sẽ xem xét việc huy động trục kháng chiến để tiến hành các cuộc đột kích và tấn công. Đây là một liên minh gồm lực lượng Hezbollah, Hamas, Houthi và các nhóm kháng chiến Hồi giáo tại Iraq và Syria được Iran hậu thuẫn với mục tiêu chống lại Israel và lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah gần đây nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Tel Aviv nếu Israel tấn công thủ đô Beirut của Liban. Hồi tháng 4, Hezbollah đã tránh tham gia cuộc tấn công của Iran, nhưng lần này tuyên bố sẵn sàng góp phần vào một cuộc tấn công phối hợp. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng vậy. Họ có thể nhắm đến cơ sở hạ tầng chiến lược của Israel như các giàn khoan khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải. Một cuộc tấn công phối hợp sẽ khiến hệ thống phòng không của Israel và các đồng minh bị quá tải hoặc có ít thời gian phản ứng để kịp thời đánh chặn. Lần này, Iran đang cố gắng gây ra tổn thất đáng kể hơn để buộc Israel chấm dứt các hành động như nhằm vào các mục tiêu cấp cao của họ và đồng minh. Chuyên gia Jonathan Ru tại Viện An ninh Quốc gia Mỹ nhận định. Nhà phân tích Bilan Saab thuộc tổ chức tư vấn Chatham House của Anh bình luận, Iran đã lợi dụng căng thẳng từ cuộc xung đột ở Gaza để áp đặt một thực tế chiến lược mới lên Israel nhằm áp đảo nước này. Mục đích là bao vây Israel bằng các mối đe dọa từ nhiều hướng, buộc Israel phải chiến đấu với không phải một mà là tất cả các thành viên của trục kháng chiến vốn được Tehran kiên nhẫn xây dựng trong nhiều thập niên. Một cuộc tấn công chống lại Hezbollah, Houthi, Hamas hay chính Iran sẽ bị coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các bên, ông Saab lập luận. Điều này có nghĩa là Israel nhiều khả năng phải đối mặt với các cuộc tấn công từ mọi hướng, trong đó có từ Iran và Liban. Quy mô cuộc tập kích cũng sẽ lớn hơn, với nhiều máy bay không người lái, tên lửa hơn. Khi đó, hệ thống phòng không của Israel sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn hơn so với lần trước. Vào tháng 4, với sự hỗ trợ của các đồng minh, Israel đã vô hiệu hóa 99% mục tiêu trong cuộc tấn công trả đũa của Iran có sự tham gia của hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa. Phản ứng của Israel rõ ràng sẽ phụ thuộc một phần vào mức độ thành công trong cuộc tấn công của Iran. Nếu tổn thất, thương vong càng lớn, Israel sẽ đáp trả gay gắt hơn dù chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định không mong muốn một cuộc xung đột leo thang. Đầu năm nay, Israel đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một trận địa phòng thủ của Iran và sau đó thông báo cuộc tấn công này đã phá hủy một bộ phận thiết yếu trong tổ hợp S-300 bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Về phía đồng minh, Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ Israel trước một cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước khẳng định với Thủ tướng Netanyahu, Mỹ sẽ giúp Israel. Cam kết của Washington có thể coi là lời cảnh báo với Tehran rằng nước này nên kiềm chế phản ứng để tránh nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ. Tuy nhiên, cả truyền thông Mỹ và Israel đều đưa tin, ông Biden coi Israel đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khu vực với vụ không kích thủ lĩnh Hezbollah và không loại trừ cả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng phật lòng khi Israel trì hoãn đạt được thỏa thuận trao đổi con tin ở Gaza. Điều này nếu kéo dài có thể thử thách sự kiên nhẫn và ủng hộ của Washington dành cho Israel. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.